Hello, xin chào tất cả bà con nha. Em đưa cho anh em cơ khí cán chip tiền D07 nha. Tất cả là đều D07 nha, xài chip D07 nha. Chỉ có khác là cán thôi nha. Cán thì 10 ly, 12, 14, 16. Chỉ có 100 chip nhôm này nè, chuyên nhôm nha. Bán cho anh em nào 600k bao phí nha. Chỉ có 100 chip thôi nha. Này thì hôm nay em sẽ bao phí ship toàn quốc cho anh em nha. Cho anh em lấy nha. Anh em nào đặt hàng thì cứ inbox tên, số điện thoại, địa chỉ qua Zalo em, số điện thoại bên trên nha. Rồi em có người trả lời anh em rồi ship hàng cho anh em nha. Này là trong tất cả là 07 nha, em không báo lại nha. Cái này là 10 ly, cán nhọn, cán góc phải, móc ra thẳng ren với móc góc, cán 10 ly nha. Cái bộ này thì 4 cán 10 ly 59, 700k bao phí cho anh em nha. Tiền ren dùng cho máy nhỏ là ok nha, xài tiền ba đồ nhỏ là ok cho nha. Đó là số 4 nè, anh em chốt số là chốt nha. Qua cán 12 ly đi, này lên tới 12 ly nè, 12 cũng 4 cán nè, cũng y như một thôi nhưng mà cán 12 ly, kính 12 ly là 750k bao phí cho anh em luôn nha. Trong là hiện tại cũng còn vài chục bộ thôi nha. Này 700k bao phí 12 ly, có 2 nha. 4 cam 12 ly 07 nha. Chip thì chấp nhật lớp 7 nha. Còn cán thì cán Đài Loan mới thôi nha. Tới 14 ly nè. Mã 14 ly thì 2 cán, cán ngoài là 16 nha, cán thẳng ngoài và ren ngoài là 16 nha, còn cán trong móc lỗ ren luôn là cũng 16 nha, 14 nha, cán 14 ly nha, móc lỗ 14 ly nha, là cộng 50 chip là 550k bao phí nha. Số 3, cái này cán 14 này thì đa số là cán móc vừa móc vừa ren nha. Còn mấy cây là móc góc nè, anh em thích lấy cây nào thì lấy cái đó nha. Móc góc thì chỉ còn 5 cây nè. Chip từ bao la, anh em nào nếu đặt cái này không đủ thì có gì vài ngày sau em ship nha, hàng đã nhập về sau nha. Rồi 2 cán, cán ngoài 16, móc 14. Số 1 này 3 cán nha. Anh em có thể là đổi cán này qua cán kia, cái đó thì anh em lấy thêm thôi nha. Thì em tính tiền thêm nha. 3 cán, cán 16 hết. Ngoài 16. Góc cũng 16, móc cũng 16 luôn nha. Móc này là có móc vừa móc vừa ren nha. Có móc góc nữa nè, anh em là thích cái móc góc thì đổi qua cái móc góc nha, không lấy móc ren này thì lấy móc góc nha, tùy anh em nha. 3 cán 16 ly 50 chip 700k bao phí, tất cả đều bao phí. Chip thì hàng lớp Nhật bãi đẹp, còn rất đẹp. Cái này thì sắt thép inox đều ok hết nha. Nói chung là chip đen, chip vàng 70% là chip đen, 30% chip vàng nha. Vàng thì trong qua đập này, sổ lắp thì ok, quá ok. Sổ lắp vô đá. Hôm nay thì
em review mã số D07 thôi. Anh em cần mã số khác thì có gì clip sau em sẽ up tiếp nha. Nhưng em còn nhiều mã số nhưng mà chưa có soạn, chưa có phân nha. Lâu lâu lên mã số ba dụng cụ cơ khí thì nào cần cái nào thì có gì đặt thêm nha. Em kết thúc video, xin chào tạm biệt anh em nha.